giấc mơ. Anh là tia nắng trong em, anh là câu hát trong tim, là bình minh rực sáng. Anh là tia nắng trong em, anh là hạnh phúc đêm đêm, là nhạc khúc êm đềm. Mùa xuân này anh...
anh sẽ cưới em, bỏ thời gian cách xa đợi chờ. Đường sang nhà dặn tiếng pháo vui, theo kiều hoa có đôi phụ rể nghe. Còn trông đợi bạn bè dắm tên, bạn ngoài xa đã xa thật rồi đâu còn. Mùa xuân này anh sẽ cưới em, lũ bạn xa chắc không kịp mời. Đường chiều trời đầy đó bốn phương, đưa đầu nón giữa đêm vượt xuôi. Nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa sang. Tình vẫn ngút ngàn, anh lo gì thời gian. Mùa thu sẽ đến, mùa đông rồi qua mau. Ngày vui đến gần, những nhắc trời vào xuân. Mùa xuân này ta sẽ có nhau, trong ngày vui áo em màu hồng. Còn màu hy vọng tô thắm áo anh, màu tình yêu nát trên đồng lúa. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi mình. Màu huy hoàng dịu dàng quê hương, vào đầu xuân chứa chan chuyện tình đôi sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, thăm đồng ruộng sâu, thăm rằng xưa cao lũy trúc bờ lâu. Xưa đã cùng em tươi vườn trầu, nghiêng nắng hàng câu xanh rạt rào, bên giàn thịt lì bên khóm mai, ngày xuân tháng hạ cùng em mặn mà. Sẽ có một ngày nơi ngoài thành xa anh sẽ về thăm, ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Thương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm, anh về nội ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thay. Em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng, anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hội bụi trầu cây và hội buồn cao, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng bên lén bên em, một dàng đầy hoa thiên liên. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoài thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp mãi cũng mừng, gặp mãi cũng chào.
sẽ có một ngày nơi ngoại thành xa anh sẽ về thăm. Ngôi trường nhiều năm anh đã cùng em không thể nào quên. Hương áo bà ba bên vườn nhà, em ngắm vầng trăng non thì thầm. Anh về nội ô bao yên oanh, đừng quên ước hẹn tình em ngoài thành. Em ơi dù xa cách mặt lòng không phụ lòng. Anh luôn trông mong sẽ có một ngày anh về thăm quê. Hội bụi trâu cây và hội bồn câu, con chim manh manh hót câu tình tứ. Một vầng trăng nghiêng bên đêm bên em, một làng đầy hoa thiên lý em. Sẽ có một ngày không phải chờ lâu ta lại tìm nhau. Hương vị đồng quê thơm dịu dàng thay bát ngát vòng tay. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp mãi cũng mừng gặp mãi cũng chào. Em sẽ là cô dâu ngoại thành, anh rước về khoe khắp nội thành. Dâu hiền dễ thảo đẹp biết bao, gặp ai cũng mừng gặp ai cũng chào. Theo anh về cuối sông, về non xanh, mình tìm thăm quê cũ. Ta nhìn đồng lúa thơm, đàn chim vui, cờ bay bay phơi phới. Mẹ anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm, cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Đêm nay trăng gặp mây, tình yêu ngất ngây, mình trọn với thời gian. Đêm nay sông tràn dâng, mùa hoa bướm say, tìm về gió mùa xuân. Quê anh thắm say, bao nhiêu cô gái vui mời chào em. Xa xa đàn trẻ thơ chào nắng sớm, cùng đùa vui phơi phới. Tay anh chờ đón em, người anh thương, kết môi duyên hồng tươi, tươi thắm, kết môi duyên hồng tươi. Bây giờ quả là mình khởi đầu luôn đấy chứ.
quả cầu viên bánh kem, một quả trà, quả bánh, và một quả trái cây. Dạ, xin xin hai hỏi vậy. Vâng, về hiện tiền. Về hiện tiền là xin thưa hai họ là 100 triệu. Mở ra coi luôn để khi lát nữa tiền lấy không mở ra nhớ gói đóng lát này. Mở ra cầm lên từng món luôn rồi bác ơi, rồi trình lên cho cô bác thấy. Lấy chụp bình rồi quay phim rồi vô rồi cho nó. Một cái phim vòng. Phim. Bao nhiêu thì cũng việc cho phim vòng cái kia. À. Quả lắc. Một cái quả lắc. Là hai. Đồ quà. Tay. Từ dây chuyền. Một cái sợi dây chuyền. Là ba. Và đây những cái biên lai của cái này, đây là một cái biên lai. Trăm năm câu
đón tay về trời tươi hồng. Xa nhau dù cuộc sống này thế nào
con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đã yêu giống em. Ngày hôm nay là xa bao xa. ngày
dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu, phải không anh? Chào đón tất cả quý vị quan khách đang đến tham dự buổi lễ thành hôn của cô dâu Ngọc Liễu và chú rể Văn Ninh. Lời nói đầu tiên, Diệp Tuyền xin thay mặt cho cô dâu chú rể cùng với gia đình và anh em ban nhạc đặt lên những người thực hiện chương trình gửi đến cho tất cả quý vị quan khách một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Và kính thưa tất cả quý vị, trải qua bao năm tháng tìm hiểu cùng sự tác hợp của hai bên gia đình đã chọn ra ngày hôm nay là ngày 26 tháng 1 2019 là ngày lễ tang tốt để tổ chức buổi lễ thành hôn cho cô dâu Ngọc Liễu và chú rể Văn Ninh. Và sự hiện diện của tất cả quý vị quan khách là niềm vinh hạnh vô cùng lớn lao đối với gia đình. Và trong buổi tiệc ngày hôm nay, nếu có điều gì sơ suất, kính mong tất cả quý vị vui lòng bỏ qua cho. Và để có được ngày trọng đại như hôm nay, chúng ta không thể quên đi công ơn của bậc làm cha làm mẹ. Ông bà ta có câu, công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển xanh, núi càng cao sông càng rộng, công cha nghĩa mẹ lớn biết nhường nào. Và giờ đây, Diệp Tuyền xin trân trọng kính mời về phía đại diện hai họ. Về phía đại diện họ nhà gái, xin kính mời ông Trần Văn Thị và bà Phạm Thị Ngọc Lan là song thân của cô dâu sẽ cùng tiến về sân khấu để ra mắt tất cả quý vị. Và một tràng pháo tay thật lớn để chào đón họ nhà gái. Phía đại diện họ nhà trai, Diệp Tuyền cũng xin trân trọng kính mời ông Trần Văn Ngọc và bà Võ Thị Lan là song thân của chú rể sẽ cùng tiến về sân khấu để ra mắt tất cả quý vị. Và giờ đây một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón họ nhà trai ạ. Và kính thưa tất cả quý vị, giờ đây cũng không làm mất thêm thời gian từ phía tất cả quý vị. Xin mời tất cả quý vị quan khách chúng ta sẽ cùng hướng mắt về phía cổng hoa và cùng cho một tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt để thay cho tiếng pháo chúc mừng đôi quyên ương hạnh phúc nhất, đẹp đôi nhất trong ngày hôm nay, cô dâu Ngọc Liễu và chú rể Văn Ninh. Và quý vị, giờ đây trên sân khấu chúng ta là một đại gia đình vô cùng hạnh phúc nhất trong ngày hôm nay. Để thay lời cảm ơn đến tất cả quý vị, xin mời gia đình của mình sẽ cúi đầu chào tất cả quý vị quan khách ạ. Vâng, và nhận được thông điệp từ phía gia đình, xin kính mời bác Tư của cô dâu sẽ đại diện gia đình có đôi lời chia sẻ và cảm ơn đến tất cả quý vị quan khách. Và giờ đây một tràng pháo tay thật lớn nữa để chào đón bác Tư. Tôi xin thay mặt gia đình chú Thím Tư gửi lời chào đến quý quan khách có mặt hôm nay. Thưa quý cô bác, chú dì cậu và tất cả anh chị em, qua sự tìm hiểu của hai cháu, gia đình cha mẹ hai bên tiến đến tác hợp với nhau, chọn ngày lành tháng tốt để làm lễ du quy cho hai cháu. Tất cả quý cô bác, chú dì cậu và anh chị em nhận lời mời của gia đình không ngại đường xa xa xôi, dính đến thời gian quý báu đến cùng gia đình để ăn miếng trầu và nâng chung rượu mừng ngày vui cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Tôi xin thay mặt gia đình chú Thím Tư thành thật cảm ơn quý cô bác, chú dì cậu và tất cả anh chị em. Cuối cùng xin chúc tất cả quý cô bác, chú dì cậu và anh chị em dùng buổi tiệc thật vui vẻ và ngon miệng. Xin hẹn. Xin cảm ơn lời phát biểu của bác Tư rất là nhiều. Giờ đây xin mời bác Tư trở lại bàn tiệc để cùng chung vui với tất cả quý vị quan khách. Và tiếp theo sau đây xin mời cô dâu chú rể anh chị sẽ cùng. Bàn tay nắm bàn tay, hai mái đầu gần lại, một nụ hôn nồng say trong ngày cưới hôm nay, ngày vui nhất đời này. Ta chúc mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kết. Chúc
trao nhau bao ngày qua nồng thắm. Từ đây bên nhau lo dừng say tổ ấm, ta hát mừng hạnh phúc lứa đôi trăm năm kể. Cùng nâng cao ly lên và cùng cho một tiếng chúc mừng cho cô dâu chú rể chúng ta trăm năm hạnh phúc ạ. Xin mời tất cả quý vị cùng nâng ly ạ. 1, 2, 3 go. Xin mời hai bên thông gia sẽ cùng cạn ly với nhau để tình thông gia càng thêm bền chặt ạ. Anh nhé.
Oh.
vàng lớn. Ăn mừng Nguyên Hương 500 con gà trống, 600 con vịt cồn. Nhất trai làng ăn công tử chiều chơi, những gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện tôn hào dân già. Năm trăng mừng đi khắp thế gian chơi, sao trăng mừng ta vẫn cứ rong chơi. Anh những hành tinh, còn em những trần đời. Sao trăng mừng ta vẫn cứ rong chơi, anh những trên hoa cùng yêu thương nhau. Anh bước qua trên cánh đồi vui
lần cho giây phút ấy thật gần để anh được nói với em. Nói với em lời thề thề. Em như tia nắng mặt trời long lanh, ánh mắt nụ cười làm anh thấy yêu đời. Người ơi người có biết thế gian như ngừng quay trong giây phút này là khi anh nói I love you. Mình cùng bên nhau ngồi nhìn lên cao, em thấy có muốn vì sao? Quyền thề bên nhau dù đời qua màu sẽ mãi yêu đến bắt đầu. Mình cùng đi qua dặm ngàn phong ba, ta sẽ mãi không rời xa. Dù ngàn mưa xa chuyện tình đôi ta sẽ mãi mãi không phai nhòa. Anh luôn mơ ước một lần cho giây phút ấy thật gần để anh được nói với em. Em như tia nắng mặt trời long lanh, ánh mắt nụ cười làm anh thấy yêu đời. Người ơi người có biết thế gian như ngừng quay trong giây phút này là khi anh nói I love you. Mình cùng bên nhau ngồi nhìn lên cao, em thấy có muốn vì sao? Nguyện thề bên nhau dù lời qua mau sẽ mãi yêu đến bắt đầu. Mình cùng đi qua dặm ngàn phong ba, ta sẽ mãi không rời xa. Dù ngàn bước xa chuyện tình đôi ta sẽ mãi mãi không phai nhòa. Thưa cô chú anh chị cùng chư vị khách quý kính mến, và lời nói đầu tiên cho phép đọc kênh xin được bản phép thay mặt cho ekip làm chương trình cùng gia đình xin được kính chuyển đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Vâng, kính thưa quý vị, anh chị quý vị cũng được biết rằng hôn nhân là một việc hết sức là hệ trọng trong cuộc đời của mọi con người chúng ta, của những chàng trai và cô gái ở độ tuổi đôi mươi, có phải không ạ? Chính vì chỗ đó mà ông bà ta có một câu nói rằng trai lớn lên lấy lấy gái lấy vợ. Vâng, bởi vì đó là lẽ tất nhiên trong cuộc sống thưa quý vị. Và ngày hôm nay là ngày 26 tháng 1 năm 2019, là ngày mà ông tôi bà Nguyệt đã xé sợi chỉ hồng cho Ngọc Liễu và Văn Minh. Vâng, kính thưa quý vị kính mến, và khi yêu nhau thì Ngọc Liễu và Văn Minh cũng có một cái ước thề, ước gì anh đón chúng ta được cùng nhau trong những bông cung và nằm chung một chiếc gối thưa quý vị. Và giờ đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với phần chào đón đầu tiên cho buổi tối ngày hôm nay là phía hội nhà gái. Xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Thi và bà Phạm Thị Ngọc Lan. Xin được trân trọng kính mời ông bà. Và về phía hội nhà trai, xin được trân trọng kính mời ông Trần Ngọc và bà Võ Thị La là thân sinh phụ mẫu của cô cháu của chú rể. Và giờ đây xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng mắt về phía cổng hoa và dành cho nhau một tràng pháo tay thân thân đồng nhiệt để chào đón hai nhân vật chính trong buổi tối ngày hôm nay, đó chính là cô dâu Ngọc Liễu và chú rể Văn Ninh. Một tràng pháo tay thật dài thật đồng nhiệt để chào đón đôi tân lang đôi nương và tân gia nhân thưa quý vị. Thưa quý vị, chơi cầu cũng lấy thân cao tình trạng ít vâng. Và tại lễ đăng quan thúc ngày hôm nay, chắc là chúng tôi cũng sẽ mời vị đại diện của nhà gái tức là ba của cô dâu, xin được trân trọng kính mời chú ạ. Tất cả hôm nay thay mặt cho buổi lễ hôm nay thì tất cả ông bà con cô bác lúc chính thời gian để đến cùng cùng gia đình tôi không có gì hơn thì có lần thật cảm ơn, là coi như rất vui vẻ không sai không vậy á. 1 2 3 vô nâng ly dở lên. Vâng, xin cảm ơn vị phát biểu của họ nhà gái. Có biết là chú họ nhà trai ba của chú rể chú có lời đời nào không? Dạ, kính thưa các anh các chị, hôm nay là ngày tình hôn của hai con của tôi chẳng có gì hơn nhờ các anh các chị cũng như bạn bè đã bỏ ít thì giờ được quý báu dành ngày hạnh phúc cho hai con chúng tôi chẳng biết gì nói gì hơn. Xin chúc quý vị một buổi tiệc ngon miệng và vui vẻ. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, thưa quý vị và các thính mến. Và tuy nhiên, trong cái là người thực hiện chương trình, thưa cũng xin được mạng phép đại diện cho Đen Băng Nhạc. À, xin kính chúc cho họ nhà trai có được châu hiền và họ nhà gái có được dễ thảo. Và lời chúc tốt đẹp nhất đến cho Tăng Đương và Tăng Lan, xin kính chúc cho đời bạn được trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão với câu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và giờ đây, ở trước mặt của tất cả cô chú anh chị cùng chư vị khách quý, thì gia đình chúng tôi cũng ba chiếc tinh thần cảm ơn tất cả quý vị đã không quản ngại đường xá xa xôi và nhưng nhấn chút thời gian đến đây để chung vui cùng với gia đình chúng tôi trong buổi tiệc rượu hôm nay. Thì Tăng Nương và Tăng Lan tiến về phía trước một bước để thay mặt cho cả hai gia đình cúi đầu chào cảm ơn tất cả chư vị khách quý đã dành cho hai em. Thưa quý vị thân mến, và sau nghi thức cúi đầu chào cảm ơn của cô dâu và chú rể, xin mời cô dâu và chú rể tiến về thắp rượu champagne, để tay trong tay, vai kề vai, cùng nhau rót những giọt rượu hồng thơm ngon để kính dâng lên cho cha mẹ của mình ở trong ngày vui hôm nay. Thưa quý vị đang từng nhận ra những giọt rượu hồng cũng đang tuôn dần trên những miệng thi sinh và những làn khói trắng thương dương cũng đã hòa quyện trong những giọt rượu hồng. Đó là sự tượng trưng cho tình yêu trong trắng và chung thủy của Ngọc Liễu và Băng Nương kể từ ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể cùng tiếp chai champagne thứ hai. Trời, nghĩa mẹ như nước gời gời biển đông, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín không cha. Và chính vì vui trọng đại này, đáp lại tấm chân tình đấy thì Tân Lương và Tân Lan sẽ nâng những gốc rượu hồng thật là thơm ngon để kính dâng lên cho cha mẹ. Cảm ơn cha mẹ đã cho con, cho chúng con có được ngày vui trọng đại này. Và giờ đây chúng con cũng xin mời cha mẹ cũng như tất cả cô chú anh chị hãy cùng chạm cốc nâng ly và chúc mừng cho đôi trẻ được trăm năm hạnh phúc. Và giờ đây xin mời tất cả quý vị ở bàn tiệc chúng ta cũng không ngần ngại gì mà không rót thêm những ly bia, những ly nước ngọt hiện có trên bàn của tất cả quý vị. Rồi chúng ta cùng nâng cao tay chạm cốc, hô to một tiếng vui để cho ngày vui của Ngọc Liễu và Băng Ninh thêm phần long trọng và sinh động. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng nâng ly lên quý vị ơi. Và trong đây xin được làm chiếc cầu nối từ phía gia đình và xin được đếm 3 tiếng. 1, 2, 3. Và cùng xin mời với tình thông gia cùng cùng chạm cốc thanh ly và chúc cho nhau bền vững muôn đời. Và cũng xin chúc cho mỗi tình thông gia một câu thơ rằng nhà dâu nhà rể tuy xa, hai bên kết nghĩa giao hòa trăm năm kể từ ngày hôm nay. Bởi vì Ngọc Liễu và Băng Ninh là chiếc cầu nối để tạo cho hai gia đình chúng ta hòa thành một nhịp. Chúc mừng các bánh cưới, xin mời. Đôi tay ta cắt bánh này, một bên phần mẹ, bên thì phần cha. Đôi ta trở lại một phần, cùng nhau chia sẻ đến bạn bè ngày vui. Và chiếc bánh kem có hình tròn cũng là tượng trưng cho vật trăng soi sáng cho đôi bạn. Và giờ đây xin mời hai bạn cũng trở về chính diện sân khấu một lần nữa.
say tuyệt trời xanh, bay
tình hoa em như mùa hoa đồng, tình hoa em ta càng biển đông. Người về đây xin mai áo cưới tặng người yêu vui trong núi ơi. Tôi đón em đi về, tôi đón em đi về sẽ tìm lại tình quê. Qua bình bình ơi, chờ đông đông nhau như con chờ mẹ, chờ đông đông nhau như lụa mùa hè, chờ đông đông nhau nắng đẹp tình quê. Bằng tình không ai mà yêu bằng mình.
khi ta đứng nhìn một đàn con xinh. Tình mình không chắc dễ mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, để mình đẹp mãi với em và anh, để mình đẹp mãi dưới túp lều xinh. Của mình.